Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ review cho mọi người một cái chai nước hoa của Cham. Đó chính là chai Cham Pinaiso như thế này. Mọi người xem mùi hương cái chai này thì hiện tại cái mùi này là mùi đang khá là hot. Và trên thị trường Việt Nam á, mọi người săn lùng cũng rất là nhiều luôn. Săn lùng cái mùi hương như thế này, mình sẽ cho mọi người xem hình nhé. Đây. Đây là chai nước hoa Cham Pin của Cham nha, được phát triển dựa trên cái mùi hương của chai Lancôme này nè. Phát triển mùi hương của chai này dựa trên cái chai Lancôme này, Lancôme Chaser này, mọi người thấy đẹp không? Và mùi hương của chai này chắc hẳn là ở trên đây những người xem kênh của mình cũng khá là nhiều người biết cái chai này đúng không? Nhìn thấy rất là quen và cũng đã từng biết cái mùi hương này. Và nếu như mà các bạn muốn sở hữu đúng một chai nước hoa chính hãng cái mùi này thì các bạn phải bỏ ra hơn 2 triệu mới có một cái chai nước hoa như thế này và đúng hàng chính hãng. Và chưa chắc các bạn mua được đúng hàng chính hãng với số tiền đó. Tại vì sao? Tại vì theo thống kê thì ở trên thị trường Việt Nam 80% là trên nước hoa, trên thị trường là nước hoa giả, hàng nhái, hàng giả đó. Thì Cham phát triển cái mùi hương đó thành cái mùi Cham Pinaiso như thế này. Và các bạn biết cái mùi hương của cái chai này á, để mình mùi hương của chai này á, nó vô cùng quyến rũ. Nó thuộc nhóm là ngọt sang, cái mùi của nó là mùi ngọt luôn. Và đa phần á, khách hàng ở Việt Nam của mình, phụ nữ Việt Nam của mình rất là thích cái mùi ngọt, ngọt ngọt ngọt, rất là thích luôn. Và cái chai này sẽ mang lại cho các bạn cảm giác mùi ngọt và cảm giác rất là sang trọng khi mà sử dụng cái chai này. Và cái nốt hương đầu tiên khi mà các bạn ngửi thấy cái mùi ở cái chai này đó chính là quả lê. Bởi vì quả lê thường là được nhà Lancôme, nhà Lancôme hay sử dụng cái mùi lê đầu tiên đó, nó làm cho ngọt nhẹ, rất là thanh mát đó. Và tiếp sau đó là đặc trưng của cái chai nước hoa này, đó chính là mùi hoa hồng đen. Mùi hoa hồng đen vô cùng quyến rũ và sang trọng ở cái nốt hương của nó. Và tầng hương cuối là các bạn sẽ dễ dàng nhận ra được cái mùi caramel, mùi ngọt nhẹ, ngọt kiểu của thực phẩm nè. Và cái mùi của caramel khi mà bạn sử dụng lên á, cái người mà người ngồi gần bạn, người đối diện á, khi các bạn sử dụng để đi hẹn hò, đi chơi á, thì thật sự khi mà sử dụng nghe cái mùi thơm thoảng như thế này, mình thèm lại, mình muốn cắn một cái luôn đó. Nó là bởi vì mùi thực phẩm và mùi thuộc dạng tăng ngọt ngọt, nó rất là thích đó. Và đặc biệt trong một cái chai nước hoa là sẽ không thể thiếu cái thành phần xạ hương. Thành phần xạ hương thì mọi người biết đó, thành phần xạ hương trong một chai nước hoa thì nó có tác dụng thu hút người khác phái, nên là cái chai này rất là thích hợp để đi chơi, đi hẹn hò, rất là quyến rũ và sang trọng và thu hút người đối diện. Và cái chai như thế này, và cái chai như thế này là dung tích là 50ml, dung tích là 50ml nha mọi người. Và giá là 420.000, dung tích là 50ml, giá 420.000. Đây, đúng hàng chính hãng, lưu hương cực kỳ lâu, đảm bảo độ lưu hương cho mọi người. Và đảm bảo bảo hành chai nước hoa này cho tới khi các bạn xài hết. Có nghĩa khi trong quá trình các bạn xài có vấn đề gì cứ liên hệ với người mua, xong sau đó sẽ bên mình sẽ bảo hành cho mọi người đó, cho đến khi xài hết luôn, chứ không phải là xài nửa chai hoặc còn một nửa chai là xong đâu đó. Được bảo hành cho đến khi xài hết. Và một chai như thế này là 50ml, giá là 420.000. Mùi ngọt sang, rất là sang trọng, muốn hợp đi chơi, đi hẹn hò, rất là quyến rũ và quý phái.